Hai các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã lại tiếp tục đến với Vua Quý Mình. Và mình là Vua các bạn ơi. Đúng rồi, thì câu chuyện là mình đang kiểu chen team để chuẩn bị đấu cái giải đấu của siêu sao toàn năng của bên Liên Quân các bạn ạ. Và mình thực chất là mình đang đi SP khá là nhiều. Vậy nên là ngày hôm nay ấy, mình sẽ quyết định là mình sẽ chơi một vị tướng mà mình cũng đang cố gắng mình tập luyện mình cày để mà có thể chơi được cái con tướng này. Đó chính là vị tướng Ma Lốc các bạn ạ. Đó thì cũng nhân dịp là mình cũng đang có một cái nick ở đây. Đó, nick có top cục tím Ma Lốc là các bạn ơi. Với hiện tại đang là top 43 Ma Lốc nha các bạn. Mặc dù danh hiệu là đang là top 30 mấy, nhưng mà thôi không sao, ít nhất cũng là một cái top khá là cao các bạn ơi. Thì để ngày hôm nay ấy, để xem coi là liệu rằng mình sẽ chơi con Ma Lốc tốt nhất có thể hay không. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đến với một đêm đấu đỉnh cao của mình cùng với vị tướng Ma Lốc top bảng xếp hạng Việt Nam nhá. Được rồi, và tụi mình sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên các bạn ạ. Đấy, bởi vì mình bảo là mình đang chơi SP khá là nhiều mà. Thế nên chắc chắn là con Ma Lốc này mình sẽ đi SP cực kỳ nhiều trong hệ ít đâu các bạn ơi. Được rồi, chắc là tại đỉnh, tại cái điểm ấy các bạn ạ. Cái nick này ấy, điểm đang là tầm 1k2, gần 1k3 thôi các bạn ơi. Vậy nên là tầm này thì gặp mấy ông không có cục top là điều đương nhiên, rất là bình thường nhá. Trời ơi, ngon, ê, được cái nhở. Bây giờ mình sẽ đứng canh nhá. Chơi thì cứ di chuyển canh rồi thôi. Chờ hết con Omen chết hết chiêu 2 là mình xài chiêu 1 nhá các bạn. Đó, đau chưa thấy chưa? Ô, ông Omen này xài chiêu hơi sớm nhá. Không canh được cái chiêu rồi. Bây giờ mình lên mình câu chiêu tốc biến của con Theo Nát này đấy. Lời hai cái tốc biến nhá. Chơi con Ma Lốc chủ yếu thế thôi các bạn đây. DSP là như thế. Ui. Về được pha này về được. Tầm này lau vẫn chưa out. Cần 3 cân 4 đâu các bạn ạ. Con lau phải về lết nhá. Ngon, ba mạng thơm chưa? Đẹp vãi. Rồi. Từ nha. Mình sẽ anti lên mình chơi này. Anti luôn này. Ơ nó tốc biến à. Ê. Ê. Đấy. Chơi SP thì hãy nhớ như mình nha các bạn. Nói chung là khi mà ví dụ mà gặp Aru, à đâu gặp Omen ấy mà nó chói AD tên mình ấy, thì cứ như vừa nãy, các bạn cố gắng ấy là lên trên cao càng tốt để không cho thằng AD bên kia bắn được bên AD bên tên mình nha. Thì các bạn có thể thấy pha vừa nãy đấy à. Ơ rồi đi. Ui trời vãi ạ. Tôi tưởng đoan con sói. À đâu, tôi tưởng đoan con tắc kè. Thì ra lướt lên nó farm cùng với thằng Jill ạ. Ảo thật đấy. Nhưng mà chắc nằm rồi. Đó. Ê, nhưng mà mình tưởng pha đấy phải là của mình. Đen vãi nồi. Mà lau lại ảo tưởng các bạn ơi. Mà lau lại là ảo tưởng. Ây da, nhưng mà nó ảo tưởng được thật nhá. Cái con lau này nó ảo nhảy được con Ma Lốc khó chịu vãi. Vẫn nằm này. Thôi tên bạn toang rồi. Tên bạn ảo tưởng nhờ. Thành ra là do thằng lau hết. Em chắc chửi lau cho mà coi. Tự nhiên ông lau vô cái xong ông dư vào cùng xong nằm xuống luôn. Thì ra ảnh tàn hình ạ. Rồi, đòi chạy. Trời ơi, à thôi quên mình đi SP mà. Mình đi SP thế nên là mình ôi giời, cái gì mà nó vãi nồi ông kia huyết tế luôn đấy. Hảo hán. Rồi ngon, lấy được cái con Shiza này là khỏe hơn rồi đấy. Ân tiêu đâu. Chơi luôn này. Trời ơi, hai cái hất tung thì bạn đi rồi. Ê, tính ra mình để ý từ nãy giờ ông KDC mình ok phết. Toàn hất tung được thằng lau thôi các bạn ơi. Kiểu canh lúc thằng lau múa thằng hất tung được anh ngon vãi. Rồi trận này thì cũng dễ nhá. Trận đầu tiên đánh dễ phết các bạn ạ. Win này, ngon vãi. Cộng 85 điểm, 6572 các bạn ơi, đẹp. Tính ra là mới trận đầu tiên mà cộng, thế này là cao ấy, trông phải ít đâu. Trận này mình gặp top 29 vô cát này. Ui, bên kia có cả Alan Kirito nha. Mình không biết có top không, nhưng mà thấy bậc S là cũng có vẻ one champ khét đấy. Nó này. Vãi, ảnh anti luôn. Anti thì đi rồi, rồi bay được rồi. Trời ơi, bay đi đâu, ôi ông này. Vãi nồi Yata bay. Tôi không sao các bạn ơi. Ông Yata bay quả là mình hú hồn ạ. Rồi, nát rồi. Ê, nó đòi chơi kìa. Đòi chơi thì đấm luôn, sợ cái gì. Đánh luôn sợ cái gì? Nằm không? AD nằm không? AD còn sống hên quá. Cái pha đấy mình tính chạy qua dạo huyết đấy.
Mà hên là ảnh vẫn còn sống các bạn ạ. Thôi xong rồi, cúc rồi. Thôi chịu ấy. Cái liệt hỏa của mình cũng không hồi máu nổi bạn đâu. Tê, hai con bị con Kirito outer. Làm sao mà chạy được, con này sát thương chuẩn đấy bạn ạ. Ngon nhở, tự nhiên có vô cát ăn được này. Mà thề tên bạn thằng Kirito ấy, được đánh free luôn ấy. Ê, quy kìa. Quy y đằng sau này. Ôi, 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 lắc. Bay được kìa. Nhưng mà mình cần phải bên đây hỗ trợ. Ôi à, nó tóc biến. Nó tóc biến các bạn đây. Rồi, nó lại chơi rồi. Đánh lui lui nhá. Đúng rồi, cứ lui lui thế. Đừng để cho nó tiếp cận là được. Đừng để cho nó tiếp cận là được. Ê, nó mất lộn được kìa. Không ăn lại hơi phí đúng không? Ngon. Ôi dồi ôi, đẹp chưa? Công nhận đúng là chiến thần một nút các bạn ạ. Chứ con Manlock này chỉ có thế thôi. Cứ xài chiêu là được nhá. Ôi chị. Ừ, hên quá, mình vẫn chạy về được. Không cần chạy về luôn này. Tóc biến luôn này. Ui, vãi ạ, quả đấy không tóc biến nó đấm vắt nữa là mình nằm rồi. Đúng là quái vật ba đầu. Khỏe ác. Chém luôn này, ây da. Vô. Vô đấy. Ây da, nó sát vực. Ui, nó ăn luôn đấy. Chiến đấy nhờ. Mấy ảnh tính ăn luôn đấy. Mấy ảnh muốn ăn luôn đấy. Ui, tay nó vẫn ăn được các bạn ơi. Nhưng mà win rồi, có bắt win tắc rồi. Thằng mid với thằng AD mình lùa ở đây mà tem mình không ăn được thì lại phí quá đúng không? Ôi, nhưng mới lên thì gọi liệt hỏa. Thôi chịu rồi. Tính ra là trận này mình không mang minh nhiễm chứ. Mình mà đâu, mình mà cầm cái giải là ngon rồi đấy. Ôi trời ơi. Khổ vậy mày ní. Rồi, nó lại chơi này. Nhưng mà mình cứ đi bộ được nha các bạn. Nó tóc biến chắc. Vãi nổi, tưởng đi bộ ra được rồi. Ui đẹp. Đẹp này, trời ơi, ngọt chưa? Được không? Ôi thôi xong rồi. Ui ui ngu rồi, lỗi mình bạn ơi. Ây da, thôi ẩu. Quên nhờ, tự nhiên nó đang dựng tường mà mình còn đứng trong góc nữa. Ui. Vãi nổi, thua rồi các bạn ơi. Cái pha đấy mình dở quá. Công nhận là cũng lỗi mình đó, mình chủ quan, mình không lên giải các bạn ạ. Trận này mình còn không lên thành giải nữa cơ. Mà đen nhở, cái pha dựng tường đấy mình phải lui ấy, nhưng mà mình lại chui vô ạ, ngóng ngáo vậy. Hề thua luôn ạ. Vãi thật. Thôi không sao mày ní ơi. Gỡ lại trận mới các bạn ạ. Đôi lúc cũng phải có sai lầm nhé. Trời vẫn thế nhở. Trận này tính ra là tem mình cũng bình thường à. Thôi nói chung tầm điểm này thì cũng không quan trọng mấy các bạn ạ. Chủ yếu là mình sẽ cố gắng mình tập mấy chế SP với lại con bài Manlock này thôi các bạn ơi. Trời ơi. Mình không biết sao nhưng mà mình cũng không muốn chửi ông Kadeshi này đâu, nhưng mà mình thấy các bạn luôn ấy, chơi đã fit rồi xong rồi còn ăn blue của Nagaroth nữa thì mình bó tay. Trời, tóc biến lên. Ui thôi rồi. Thôi, Bright cúc rồi các bạn ạ. Trận này tem mình quang quá. Kadeshi fit ghê quá à. Ui giời ơi, thôi thua. Thôi thua các bạn ơi, no hop rồi, hết cứu rồi. Đánh đúng hết cứu luôn, không làm được gì luôn. Lại thua các bạn ơi. Trận này chịu rồi, trận này tem mình ghép lệch quá. Trận này mình nói thật là nếu mà bỏ Kadeshi ra thay một con mid khác chắc được. Ừ, gặp top tím cục then kìa. Ông này ông fit ghê quá các bạn ạ. Xong rồi còn phá blue, phá của Nagaroth là chịu ấy. Rồi, trận này mình gặp bên kia. Ui. Gặp bên kia điêu thuyền nhưng mà cũng may nhá. Trận này mình chơi chiến thần một nút nên cũng không lo các bạn ơi. Đúng rồi, đồng nói với bạn. Thể hiện sức mạnh của ông già lửa liền. Này thì cướp rừng này. Ông Na này đánh hơi ẩu các bạn ạ. À. Thì xin nhẹ một mạng thôi, gì đâu. Tính ra bây giờ tụi mình qua cướp Red luôn được đấy. Tụi mình qua cướp luôn đấy. Đòi ăn này.
Ây da, tốc biến. Trời ơi, tốc biến phí. Phải mình không tốc biến đâu bạn ơi. Ây da. Trời ơi, tội tem bạn chưa. Không ngăn được con Chia mà còn nằm hẳn 3 mạng thì thôi. No hop cho tem bạn rồi. Trận này mình thấy bắt đầu song song rồi đấy. Tên bạn lì nhờ. Tính ra mình thấy tên bạn lì vãi. Vẫn ráng ăn con Shiza kìa các bạn. Cái pha vừa nãy đánh đang không nổi rồi. Giờ mà còn ráng ăn nữa. Tên bạn rất là lì nhá. Rồi đi rồi đó. Rồi hất tung hai đứa đó thì thôi. Hết chơi. Tên bạn lì dã man ạ. Ây da. Đấy lại nằm số 2 mạng này. Rồi thằng Yudu không về đi chắc. Đó. Tên bạn lì vãi. Bị một lần chưa chừa hay gì ấy. Ây da. Nhưng mà ông AD mình nằm rồi. Thôi không sao nhá. Ở đường dưới nằm không sao đâu, vẫn lời nhá. Đây này. Con nào đi đâu sợ đâu, mình sát thương chuẩn mà. Ân tí khúc này đi. May nhơn. Ây da. Ui, lỗi mình quá. Mình giải hơi chậm các bạn ạ. Mình giải hơi chậm ấy. Có cái giải mà giải chậm ác. Vậy là mình có một điểm yếu, đó chính là mình giải khá là chậm các bạn ạ. Với lại là mình canh cái choáng hơi dở ấy, thế nên mình sẽ cố gắng mình canh nha. Trời ghê rồi, tem mình lên bắt SP bạn luôn đấy hả? Được không vậy? Ơ được kìa. Ơ. Chơi được luôn này. Ô chơi được luôn kìa. Ê win luôn đâu? Có khi win được luôn ấy, mình đoán thế. Ây à, có khi lại win được cái nhà mình ý. Có khi win được thật đấy. Win được thật đấy, ây à. Hồi. Hết win được rồi, về mày ý ạ. Rồi đứng đây thôi. Nói chung là SP của mình thì là như này thôi các bạn ạ. Đứng lấy tầm nhìn cho tem mình để cho tem bạn không vào phá nhá. Pha này chơi được luôn đấy. Mình sẽ lấy con blue làm mồi nhử. Thằng nào mà vào là mình ăn ti luôn. Đó, đây này, vô này. Đấy chưa, mình bảo mà. Tem bạn đúng dễ dụ nhờ. Ông đang rốt đúng kiểu thèm con blue lắm luôn các bạn ạ. Con nào mà không có blue không chịu được ấy. Ơi Win rồi. Ơi Win chắc rồi. Trời vãi chưa, ông vừa lo đúng hên luôn. Cả mình với lại ông mít chấp trụ ấy. Thế là không không bị ạ. Thôi Win là không sao, Win chắc của các bạn. Đem không nổi đâu. Rồi, nice sir. Trận này tem mình hay nha. Trận này tem mình kiểu mình thấy đi hiểu ý phết. Rồi, lại lên lại 77 điểm rồi các bạn ơi. 6495 rồi này, tuyệt vời. Mình thấy trận này hình như khả năng cao là mình thua các bạn ạ. Trận này thì mình được chuyển sang đi top các bạn ơi. Mà trận này tem mình 4-3 ông pháp sư thì hơi no hop rồi. Đánh thường. Chiêu 2. Đánh thường, chiêu 1. Đánh thường. Chiêu 1, đánh thường. Ôi. Ai da, mình tốc biến hơi chậm nhá. Nhưng mà thôi không sao nhá, lấy được cái tốc biến của nó các bạn ạ. Pha đế tốc biến mà phản ứng nhanh là mình ăn được thằng Ari rồi. Lâu lâu cứ bị chậm tay nhá. Tê, thằng Ari này lì nhờ. Lì này, mày thích lì không? Ôi trời, đánh khùng đánh điên rồi, đánh ngáo tới rồi đó. Chiêu 2. Đánh thường, chiêu 1, đánh thường, anti. Ôi trời ơi, vãi nổi anti đi bộ ra luôn rồi các bạn ạ. Nó đi bộ cái nó ra luôn. Cay chưa? Đánh thường. Chiêu 1 này, đánh thường này, chiêu 2 này. Ôi thôi xong rồi, thua rồi. Ây da, bị áo nhây rồi. Chạy. Ờ hay quá, không sao các bạn ơi, mình còn cái máu. Phải ăn cái tên lính này về nhá. Ây da. Ui quên mất đồ sát tư chuẩn các bạn ơi. Ui đen đấy nhờ. Bị áo nhây kìa.
Ê, bớt ảo tưởng đi bạn ơi. Vừa nãy ấy, là mình chỉ là sai lầm của mình thôi. Còn pha này thì bạn tuổi luôn. Làm lại mấy pha đi. Ấy, có tu len này. Ấy là pin yếu phải. Vai nổi tu len cái gì vậy ba? Nhờ này chủ quan nhá. Nhưng mà tu len hơi pha đấy mình không biết sao bị mình nằm xuống luôn ạ. Thế chơi sao đây bây giờ chứ thật. Nếu thật là tem bạn ấy. Chắc là chỉ cần Ari thôi. Ari nó vào nó múa rồi hiểu luôn. Hiểu vấn đề luôn. Hiểu vấn đề luôn. Làm sao ăn được mạng của tôi bạn. Mạng này là của tôi. Nhưng mà công nhận là phải nói là pháp sư bên tem mình ấy. Chất tướng pháp sư thì đầu game khỏe các bạn ạ. Nhưng mà về lết ấy. Về lết đuối lắm. Tem mình nếu muốn win thì chỉ có win sớm thôi. Win muộn là cúc. Trời, cái gì mà múa ghê vậy ba? Anh múa ác. Đánh thường. À quên chưa muốn chứ nhầm. Anti. Thể tính ra trận này mình dở vãi. Trận này từ nãy giờ mình anti toàn hù thôi các bạn ơi. Mấy cái trận nãy thì anti đúng đẹp mà trận này nãy giờ toàn anti thằng nào cũng né được. Cay vậy. Tu len phải xanh cơ, trận này tem mình tu len còn phế khó các bạn ơi. Trận này tu len phế khó chơi. Rồi anti ép góc. Rồi chiêu một tốc biến luôn này. Xong rồi đánh thường này. Chiêu một ai ra nó tốc biến. Ờ thế thì đã thằng này. Ui thề nó nhiều chiêu trời. Ơi bọn này nhiều chiêu lướt quá. Thằng ai nó tem có tốc biến là mình ăn rồi các bạn ạ. Đen vậy. Thôi chịu các bạn ơi. Ui rồi. Thôi chịu. Chơi game mà pick tướng ba pháp sư xong rồi còn gây nhau chửi nhau nữa thì chịu các bạn ạ. Điêu thuyền với tu len chửi nhau nãy giờ rồi. Ôi thua nha các bạn ơi. Kiểu pick tem thì đã loạn rồi. Xong rồi bây giờ chơi còn xích mích nhau đồng đội chửi nhau thế này thì mình đoán là mà thôi. Khỏi win. Thua các bạn ơi, chịu quá. Khó, trận này pick tướng này khó. Vai nổi trừ 83 điểm nhiều thế. Trừ nhiều da man ạ. Rồi, trận này mình quên quay các bạn ơi. Vai trưởng thật. Vừa nãy mình quên quay khúc đầu nhưng mà chắc cũng không có gì đâu. Bởi vì là tầm điểm này vừa nãy cũng chẳng có công nào có top các bạn ạ. Thế nên là cũng không cần phải quay khúc đầu cho bạn xem nhá. Ây da, hay này. Hay kìa. Ây da, vừa khen hay xong. Ây da, đau pha này. Úi. Trời ơi, Roshi thì làm gì có đam mà tốc biến lên chi vậy ba. Rồi, nằm rồi đấy, ây da, nó trâu quá. Nhưng mà thằng Flo này nằm rồi. Thằng Flo này thì nằm rồi các bạn này. Né cái bông nó ấy. Rồi, hết cứu. Đúng rồi này, nhờ Roshi mà ăn được Flo này, tuyệt vời. Úi giời, ảnh ăn rồng. Úi giời ơi, Kera ơi. Sao vào đấy không nhảy vô thằng Flo luôn. Chơi không. Thôi chạy về. Mình sợ nó kéo ấy, mình không biết nó còn kéo chưa. Hình như khả năng cao là nó kéo vô thằng Úi hay kìa. Ê, cảm giác mình thấy rát Saitama nhưng mà đấm khá là uy tín nhỉ. Hay kìa, ui. Được cái nhở, rồi, chết rồi. Em góc này. Đánh thường, ấy nha. Không trúng à, mất anti à. Mất anti rồi, chấp trụ cho, bắn đi bạn. Ui, giờ thế. Cái pha đấy chấp trụ rồi nhưng mà Văn Heo không hiểu ý các bạn ơi. Rồi, ok, đấy. Để chơi SP đúng chuẩn chỉ luôn, vô chấp trụ nhưng mà Văn Heo có vẻ chát các bạn. Ghê à? Ây da, múa luôn à? Sao ăn được? Tổng này Flo. Ô thằng này. Thôi đi rồi đấy. Hết chạy, thật.
cầm AD mà dám lộ lên trước mặt thằng thằng Balok thì mình bó tay chấm co các bạn ơi, chịu ấy. Nãy giờ mình mới để ý là tem bạn thằng top đi AD các bạn ạ, thằng hai cho tem đi AD. Ấy à, ui phải chạy đó, phải chạy đó, hên đấy, hên đấy, hên đấy. Hên là tem bạn chưa sóc, chưa sóc full down được các bạn ơi. Chúng tôi pha đấy mình bị kéo là đi rồi đấy. Ngon, pha đi lời chứ. Trời ơi, 2000 sát thương chuẩn, tầm này mình đấm dã man luôn. Đúng rồi, chém nó này. Ui thề bây giờ sát thương chuẩn nam mình to vãi, mình chém cái nhìn tem bạn đúng kiểu no hop luôn đấy các bạn ạ. Đánh cái tem bạn no hop luôn. Ê. Ui. Pha này mình tí mình tính luyện ngục lên để cứu Van Helm không được. Xài diêu đánh thường. Ôi thôi xong rồi. Trời ơi nó xong vãi à. Ui. Mình cũng nghĩ pha đấy là mình lấy cái kéo của Roshi ấy, nhưng mà không nghĩ là nó ruột đam to thế các bạn ơi. Vãi nồi thu ngược không? Ôi thôi xong rồi AD ơi. Thôi xong rồi AD nằm rồi. Ui floor khắc hay thế. Ơ kìa, ủa, ui, đúng ta. Ê, ôi, thôi xong rồi, vãi nồi Yuka nằm nữa là thua rồi. Ui, thua ngược luôn mà, ảo thật đi. Vãi trưởng, ê, để xem coi rát. Bây giờ niềm hy vọng ở rát các bạn ạ. Ui, hay kìa, hay. Ui, mình hồi chiếc kìm rồi, mình hồi chiếc kìm các bạn ạ. Đọc biến đi luôn này. Ngon, ê, chưa thua nha, mày này, đòi à. Làm gì? Hay nữa mày. Đòi chạy để. Ê, rát hay nha. Tính ra trận này rát cứu cả trận đấu đấy. Rát đấm vào Violet hay quá. Quả đấy mà Violet cầu sống là tôi nhìn thua chắc rồi. Hên vãi nồi. Rồi ok. Uầy. Ăn con Xia này là trời vãi. Ê, tên bạn có hack map không? Mà mình thấy tên bạn di chuyển từ nãy giờ mấy pha cũng hay nha. Toàn đánh qua đi tên, à đâu ông rừng tên mình. Ui. Vãi à, ăn con Shiza xong rồi nằm hết mấy đứa thế này. Chơi không? Yuka ơi. Ui. Mình tưởng pha này Yuka chơi nên là mình biết chơi các bạn ạ. Bởi vì thằng Roshin hết anti rồi. Ê nhưng mà có rat này. Hay. Ê tính ra trận này tem mình rat chi hay nhá. Trận này rat tem mình đúng gánh cả cái tem này luôn đấy. Đấm hết cả tem luôn. Đam to dã man. Hay kìa. Ờ ok thôi không sao, coi như một đổi một các bạn ạ. Còn hơn là không ăn được cái mạng nào ấy. Lấy được mỗi một trụ ạ. 12.000 máu. Ê rát đứng góc đấy đẹp nha. Ê thằng rát đứng góc đấy đẹp đó. Rồi xong hai cho Teddy rồi. Hay thế. Rồi để tôi cover bạn, đúng rồi. Hay, pha này hay. Mình đứng mình chặn down của thằng Violet là được nha các bạn. Đứng chặn down Violet nha. Còn đằng sau để cho tem mình đánh. Rồi, mất giá vùng bệnh này. Ngon, nice sir. Hay. Ê, thề. Trận này rát chi hay vãi rồi các bạn ạ. Trận này ông rát MVP chắc. Trận này toàn mấy pha. Nói chung là cả pha mà thủ nhà nhá. Cả pha mà giúp cho tụi mình giữ lại trận đấu ấy. Đều rát với lại trận này win ấy. Pha cuối cũng đều rát luôn. Ông rát đánh đúng hay luôn các bạn ạ. Ok, 83 điểm. Nice sir. Uầy, trận này mình tưởng thua cơ. Hên cái pha vừa nãy ấy. Dã man thật. Cái pha vào đấy mà không công rát là thua tới nơi rồi đấy. Hên đấm quả đau. Mà rát Saitama ảo nha. Thường thấy rát Saitama dở lắm mà rát Saitama này khá là ảo ấy. Cục vàng. Cục vàng Roshi luôn mà. Ê mình cứ để ý là lâu lâu mình cứ chơi mấy cái trận cuối là mình toàn gặp cục vàng nha. Khét đấy. Thề. Tính ra là lên được đúng một top. Từ top 4-3 mà lên được top 42 các bạn ơi. Tại do thua nhiều quá. Uầy vừa nãy mấy cái trận đầu ấy đang chơi lên 6.500 đúng không? Nếu như mà mình mà cộng liên tục ấy mà mấy cái trận kia mình không thua ấy thì có thể là mình lên được tầm top 3 mấy, mình tự tin các bạn là mình lên tầm top 3 mấy ấy. Nhưng mà thôi, có thắng có thua các bạn ạ. Thế nên ít nhất là mình cũng được gọi là cộng điểm đi, cộng được tầm mấy mấy điểm. Thể bèo vãi rồi. Được rồi, và mình cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nhá. Và đừng quên nếu như mà các bạn thấy hay thì hãy là mình nó chỉ là một cái like và một cái đăng ký nhá các bạn ơi, để mình có thêm động lực làm về những cái series đấu đỉnh cao tiếp theo cho các bạn cùng xem luôn nhá. Còn thì bây giờ, bye các bạn.